Năm 2024 được dự báo còn nhiều khó khăn cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Giáp Thìn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lâm đã quyết tâm đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là nỗ lực để vượt qua khó khăn, tìm kiếm hướng đi mới để duy trì và phát triển cho chính mình, cũng như đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho địa phương đang chuẩn bị kỷ niệm 25 năm tái lập. Ra quân sản xuất vào đúng ngày Vía Thần Tài, mùng 10 tháng Giêng, doanh nghiệp chuyên chế tạo khuôn mẫu gỗ nhựa này ở xã Minh Hải tổ chức gặp mặt chúc Tết lì xì và bốc thăm trúng thưởng, tạo khí thế phấn khởi cho công nhân. Gần 100% công nhân đi làm trở lại ngay ngày đầu tiên của năm mới. Trong đó, có những người quê xa ở Vĩnh Phúc, Hà Nội như anh Soát, anh Quân đã gắn bó với công ty trên dưới 20 năm nay. Ngày đầu tiên đi làm của Xuân Giáp Thìn, tôi muốn công ty thứ nhất là sang năm mới là có một cái sự phát triển vượt bậc, mong sao là tất cả anh em được phát triển và có một cuộc sống ấm no. Để tiếp tục tạo việc làm ổn định và duy trì mức lương trung bình 9 đến 10 triệu đồng một tháng cho 180 công nhân, doanh nghiệp cũng sẽ tìm hướng đi mới trong việc phát triển loại sản phẩm chủ yếu đang phải nhập khẩu. Trong năm 2024 thì công ty cũng tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và phát triển thêm những cái sản phẩm mới để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường, cũng như là làm tăng thêm cái doanh thu cũng như là cái công việc cho người lao động. Công ty sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm về mặt cơ khí, chế tạo các cái sản phẩm linh kiện cho các doanh nghiệp FDI. Sau Tết Giáp Thìn, doanh nghiệp này bắt đầu đưa vào hoạt động 8 dây chuyền sản xuất đồ chơi cao cấp xuất khẩu đi châu Âu. Vạn sự khởi đầu đan, năm con rồng này, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tuyển dụng được công nhân cho nhà máy tại xã Lương Tài. Trong cái năm mới Giáp Thìn này, doanh nghiệp sẽ cần đến 500 đến 1.000 lao động. Doanh nghiệp sẽ đảm bảo mức lương cho cán bộ công nhân viên của công ty và sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để cho cán bộ công nhân viên có một cái điều kiện thuận lợi. Đầu tư vào xã Tân Quang trên 20 năm nay với hai nhà máy công nghệ cao thu hút gần 500 công nhân với thu nhập bình quân lên đến 24 triệu đồng một người trên tháng. Sự phát triển của doanh nghiệp này cũng luôn đồng hành cùng quá trình phát triển gần 25 năm qua của huyện Văn Lâm. Trong năm 2024 này thì chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch để có những nỗ lực cố gắng cao nhất để từng vị trí cán bộ công nhân viên có những cái trách nhiệm và làm việc cao nhất tại mỗi vị trí để đóng góp vào sự phát triển của công ty để hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch, phối hợp với địa phương để phát triển vùng trồng dược liệu để tăng giá trị sản phẩm để có thể đóng góp một phần nhỏ vào cái việc kỷ niệm 25 năm tái thành lập huyện Văn Lâm. Huyện Văn Lâm hiện có trên 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động tạo việc làm cho hơn 60.000 người. Công nghiệp chiếm hơn 81% trong cơ cấu kinh tế. Thu ngân sách năm 2023 đạt trên 5.600 tỷ đồng, chủ yếu thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập bình quân theo đầu người đạt trên 130 triệu đồng. Sức khỏe của doanh nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của địa phương. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu xuân mới, huyện Văn Lâm có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Đây là sự tiếp xúc cũng như đồng hành với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh.